cận cảnh Toyota Veloz 2022, phiên bản được cho thay thế Innova, có giá 464 triệu đồng. Toyota Veloz 2022 có nhiều điểm khác biệt, và có thể coi là bản thể thao của Avanza, với thiết kế mới giống Rise đang bán ở Việt Nam. Cùng xuất hiện với Avanza thế hệ mới là Toyota Veloz 2022, một chiếc xe thoạt nhìn thì khá giống, nhưng lại có nhiều chi tiết khác với người anh em. Được định vị cao hơn Avanza nên Veloz cũng sở hữu nhiều trang bị tiên tiến hơn, nhằm hướng đến khách hàng muốn trải nghiệm chiếc MPV hiện đại và an toàn. Phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện nay đã rất sôi động khi Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 đều có những thành công ở nhiều thị trường. Để bắt kịp xu hướng, Toyota cũng vừa chỉnh làng bộ đôi sản phẩm Avanza và Veloz 2022. Trái với Avanza được Daihatsu sản xuất, thì Veloz do chính Toyota sản xuất. Với nhiều người, đơn vị nào sản xuất không quan trọng, bởi dù là Daihatsu thì cũng đã thuộc sở hữu của Toyota. Ở phần đầu Toyota Veloz 2022, sử dụng lưới tản nhiệt dạng vân tổ ong sơn đen, chứ không phải những thanh nan ngang như Avanza. Điểm chung của hai mẫu MPV này là đều có hệ thống đèn chiếu sáng LED, kết hợp đèn định vị ban ngày nằm ngay bên dưới, và nối liền bởi giải chrome. Đặc biệt, giải chrome này còn chạy dài đến phần đuôi xe, giúp xe trở nên ấn tượng hơn. Toyota Veloz 2022 sử dụng bộ mâm hợp kim 17 in, còn Avanza là 16 in, gương chiếu hậu có tính năng chỉnh điện, gập tự động tích hợp đèn xi nhan. Trong khi đó, giải đèn hậu đuôi xe Toyota Veloz nối liền hai bên như xe sang, chứ không tách biệt như Avanza. Tiến vào khoang lái, Toyota Veloz 2022 sử dụng tông màu sáng và vật liệu nhựa mềm cao cấp hơn Avanza. Chi tiết giống Toyota Rise của Veloz đến từ màn hình trung tâm 9 in, hỗ trợ kết nối điện thoại qua Apple CarPlay trên Android Auto. Cụm điều hòa tự động có thiết kế khác Avanza, cần số kiểu và đặc biệt xe có phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây, cao cấp hơn hẳn người anh em cùng ra mắt. Vô lăng hai mẫu này tương tự, nhưng Veloz có thêm nhiều phím bấm chức năng, tích hợp bên phải hơn. Đặc biệt, đồng hồ đa thông tin phía sau, dạng kỹ thuật số giống Toyota Rise đang bán ở Việt Nam, chứ không phải analog như Avanza. Hệ thống ghế ngồi của Toyota Veloz All New cũng được bọc ra, mọi ghế đều có thể ngả bằng với mặt sàn, mang đến khả năng tối ưu không gian tốt hơn. Riêng Veloz có thêm màn hình giải trí cho hàng ghế thứ hai như Sienna đầy cao cấp. Toyota Safety Sense xuất hiện trên Veloz, với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn. Toyota Avanza hoàn toàn mới, được trang bị động cơ dung tích 1.5 lít, cho công suất 106 mã lực và mô men xoắn cực đại 137 Nm. Mẫu MPV cao cấp của Toyota sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT thay vì 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Liệu rằng Toyota Veloz có phải là xe thay thế Innova không? Điều này vẫn chưa được khẳng định, nhưng với tiện nghi đáng chú ý, Toyota Veloz là mẫu MPV đáng chờ đợi trong thời gian tới, ở phân khúc vốn đang rất cạnh tranh này. Toyota Veloz được phân phối với 3 phiên bản, giá cao nhất 291,5 GP, tương đương khoảng 464 triệu đồng, mức giá không thể cạnh tranh hơn với một chiếc xe mang logo Toyota.